Một bản tin thú vị tiếp theo cho biết là một cái bánh sandwich dán tường trị giá hơn 120.000 Mỹ Kim. Chủ cửa hàng đồ ăn nhanh của Popeyes, Louisiana Kitchen vào hôm ngày 10 tháng 2 đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng tác phẩm quả chú dán tường được trưng bày tại triển lãm nghệ thuật Art Basel của thành phố Miami Beach cuối tuần trước để cho ra mắt tác phẩm The Sandwich. Một chiếc sandwich gà rán được dán lên tấm toan vẽ và phát ngôn viên của Popeyes cho biết đây là tác phẩm nghệ thuật hợp tác phòng trưng bày nghệ thuật đô thị St. Paul. The Sandwich bao gồm một chiếc bánh mì nướng, dưa chua, gà rán sốt và băng keo dán trên vải. Tác phẩm được định giá là 120.003.99 Mỹ Kim, dựa trên giá trị thực tế của chiếc bánh là 3.99 Mỹ Kim và thêm 120.000 Mỹ Kim giống tác phẩm chú dán tường. Số tiền bán tác phẩm sẽ được chuyển trực tiếp vào The Popeyes Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ thực phẩm cho cộng đồng và hỗ trợ những lúc cần thiết. Quả chú dán tường là tác phẩm nghệ thuật mang tên diễn viên hài của nghệ sĩ Italia Maurizio Cartella và được bán cho một nhà sưu tập Pháp với giá là 120.000 Mỹ Kim. Tác phẩm lạ lùng này càng thu hút sự chú ý khi nghệ sĩ sắp đặt David Datuna hôm ngày 7 tháng 12 đã thản nhiên bóc vỏ quả chuối và ăn trước sự chứng kiến của nhiều người. Giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của bảo tàng Lucien Terras nói rằng Datuna không phá hoại tác phẩm nghệ thuật bởi chuối chỉ là ý tưởng và giá trị của tác phẩm nằm trên giấy chứng nhận. Datuna cũng khẳng định anh không phá hoại tác phẩm và không cảm thấy có lỗi.